Cái này đắng rồi. Chị bông một phát đập hai cái kia rồi đây. Để bỏ mà biết. Đây đi đâu? Ngủ nào? Ừ? À, ngủ nữa. Cái này không ăn lấy được, ba bóc cái nào. Ăn này bóc cái này ra này. À. Bán không? Ngon nhỉ. Ý, tìm đi lại lấy quần áo bác mặc cái ngứa nào. Đấy, lại lấy quần áo đấy. Lấy quần áo nhá. Đi đi, xuống đi. À, lấy đấy nhá. Đi đi. Đây lấy quần áo đây. À, mặc áo đây đấy nào. Ừ, giỏi đấy nhỉ. À, thôi rồi, để mặc áo nhá. À, từ từ để cởi bác mặc. À, lại lấy quần đi bác, lấy quần, quần nhá. Ok. Quần à? À, quần. Nào, mặc quần nhá. Đến nhé. Đến nhé. Để bé ạ. Ba hấp chưa ăn? Dạ, nhé.
Xem. Nè. Con dây nè, nó xé này. Mi con đây, mi con đây. Từ đâu xuống khá đó. Ngon không? Ba chưa có cái màu xanh xanh ở ở cái giữa. Nó sẽ đắng á. Ba bạn béo mà con có thấy đấy. Đây con. Tiếp đây. Nè, bí lại đây. Mấy con ăn trái cây không? Bơ bên hoa quả. Cá ăn táo. Cá ăn quả táo. Mấy đây bò đi. Thật sao cái đây ngon luôn. Này, nó không đắng. Cái này đắng. Chị bông một phát nào phải cái kia rồi. Để bỏ mà biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bí ngồi xuống, bí ngồi xuống, bí ngồi xuống. Đi. Đi chân đi bé nhân này. Ờ bác không gặp quả đây. Tao này không cần một quả. Thế tao đi ra. Không biết luôn. Đi tay đâu? Tay nào? Tay đi đâu? Cầm tay đi đâu? Đấy quá, ba nhìn nè, tao quá. Đi. Tay nào? Tay nào? Tay nào? Tay cầm rồi. Để đấy để ba nhé. Anh chịt vào ăn xong này bế em đi sang đây này, đi sang đây nào, đi cái phò đây.